Wow. Đó, đây hai cái chậu nè cả nhà. Trời ơi, quá đẹp luôn cả nhà. Rồi, chào xin chào, kính chào cô chú anh chị nha. Có một cặp ba chậu kiển ở đây cô chú anh chị ơi. Wow. Giờ mai rất là lớn luôn, bây giờ kính vô cho cô chú anh chị. Ừ. Quá đẹp luôn. Mai này mà mai chú quý gì? Mai vàng. Mai chú quý không có giá. Mai vàng nhưng mà loại nào mới được? Ngồi ngồi bên dưới nước bóng luôn cũng được. Ừ. Mốt là anh em mình ngồi xung quanh đây được nè. Chào như vậy. Mai của chú chị ơi. Mai này mai cảnh nè. Nhìn thấy hương sao luôn á. Có mai 36 cắm nữa nha. Tết nó ra rợp có trời đẹp lắm á. Dạ. Cái chậu này đẹp quá. Làm đây đây đi. Nè bây giờ mình nè, Tết bắt đầu mình lặt lá. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Bông sẽ nở ra. Trước một cậu màu vàng rất là đẹp lớn. Đẹp luôn. Quá đẹp. Qua qua gì gì qua tứ quý ông nội. Mai tứ quý. Mai. Ờ ginh chậu vô nữa nè cả nhà ơi. Ồ ồ. Ồ ồ. Cái chậu quá nặng. Cái này khoảng nhiêu ký anh? Nặng lắm đó, khoảng chậu em á. 60 ký. Chậu là để một hai cái cây đây. 60 ký. Chậu này nhiêu? 60 kg. 60 kg hả? Chậu này phải 100 kg. Trời ơi. Anh yêu là gấp hai chồng em là hiểu rồi. Quá đẹp. 100 mấy rồi. Chậu ủa, ủa là sao? Cái chậu này thấy chậu này tại nhỏ quá. Cái chậu dùng để thay. À. Không nhưng mà bây giờ là kiếm cái chậu khác thay vô cái cây mai nữa là rất là đẹp. Tại vì cây mai đẹp nhưng mà cái chậu nó không đẹp. Thật sự nói cái chậu nó hơi bị cũ kỹ. Mai mốt mình mua cái chậu mai. Cái chậu mai nè, thay vô nữa là nó hoành tráng lắm. Nó đẹp. Chứ không phải giỡn đâu. Đó cái chậu nó cũ. Bố trí cây mai chỗ nào? Để đang nghiên cứu hả? Đang kết thúc nhà. Tại vì thật sự mà nói cái giá trị cái cây mai cũng rất là cao. Đang nói bây giờ mình nhấn ý kiến là người ta mới 68 mà ta cao hơn rồi. Bây giờ cây mai hả? Hỏi cái giả đi. Mai mốt mai dễ cái đạp cho mà để lên đầu bộ cậu hả? Ờ để cậu. Cái mai đây là lý lý của nó như thế nào anh tức là ai ai tặng đấy? Anh đi mua mà. Đây là cây mai luôn. Đây là cây mai. Cây mai của cậu. Cây mai của cậu vậy. Bán giá luôn. Chị báo giá cái chậu trước luôn đi. Bao nhiêu? Thôi ơi. Chậu với đô mà 1 triệu hả? Bữa nay em ra lấy luôn. Chị chở vô luôn nha. Gì? Dữ vậy trời, chậu giá trị nó 1 triệu ghê vậy. Cái đây có 400 à. Cái 400. À chị đó là 1 triệu là bán rẻ cho cậu rồi đó. À chị nói là 1 triệu nhưng mà tặng mấy bao phân nữa. Wow. Quá khủng quá khủng. Bây giờ là bộ cậu nói chung là để cây xanh vô nhìn nó rất là hoành tráng và đẹp nha cô chú anh chị. Mai mốt bây giờ 2 mét rưỡi nha. Phải 2 mét rưỡi á. Cái che đúng che đỡ bớt rồi đó. Nhưng mà lá nó rụng nó sẽ không bự mốt nó chạp người nhà lên. Không lắm không phụ nó lắm. Cái cây mai này mà trồng xuống đất cho nó bự ra cái tàn ra hơi bị đẹp luôn. Lát anh vô tôi đây là không lo phượng phải chạp lên cùng cái đặt lá. Thôi gọt cô. Rồi không lo phải cùng nhau lên lạc nha. Rồi. Lạc mấy chỗ, mấy đâu hơn đúng rồi. Lạc tốt rồi mới lạc. Bây giờ nè, tiếng vô trong, tiếng vô trong nè, cái đường kính của nó là bao nhiêu? Bây giờ, thấy một tay ồn không hết nè, cô chú anh chị thấy chưa? Thấy cái hắn đi đi. Rồi. Cái đó cái quành. Cái hoành của nó. Trời ơi. Cái góc. Bây giờ nó cái góc. Cái góc là mai này là mà thánh kiếm là để anh thánh review. Cao là hơn 2 mét. Nó chân gãy anh. Không, mày đâu. Ở trong đồng hồ gãy. Bây giờ là mới. Đây là hai cái chậu ha. Trời ơi. Cái lá này thì không phải thay cái chậu nói hai chậu anh ơi hai chậu anh ơi cái này là hai chậu á đúng rồi phải hai chậu mới được cái chậu này không đủ nữa đâu cái lá này tương đối là bự này thì chắc chắn là cái bông nó sẽ to thường thì người ta là coi gà lá anh em phụ đi phụ tay chân có lá hồi nãy em rinh cái chậu kia em bị gọi là muốn giãn cơ tay luôn á nặng ghê luôn á chậu này là phải 2 mét rưỡi nha
cao 2,5 m, nhưng mà dù sao nó vẫn thấp hơn cái cây bữa ha, cái cây bông giấy á, cây bông giấy cao chắc 3,5 m của ta. Nhiều bông hoa đẹp ở mộ cậu, cây mai là đẹp, cây mai là điều gì cũng may mắn ha. Cái thân cũng đẹp nữa. Cái thân này á, theo mọi người mà chơi dán bông sai á thì nó có thế ngã, thế đứng. Cái này là thế trực nha cô chú anh chị ơi. Đứng lên, trực. Mình để đây luôn ha anh Neo. Để đỡ đi. Thế trực là thế trực. Để đỡ nha. Trời ơi, anh là chơi kiển cái gì anh cũng chơi đó. Thấy này là thấy trực luôn nha. Đó, à, thấy từ dưới lên nha cô chú anh chị. Chật, chật, chật là thẳng á, chật á. Chật, đôi em quay rồi. Thấy chật, rồi thấy hoành, thấy ngã, thấy thẳng đổ. May vàng nha cả nhà. À, cảm ơn cô Mỹ Quỳnh ha. Cảm ơn cô Mỹ Quỳnh ở Mỹ nha. Cảm ơn cô Mỹ Quỳnh đã tài trợ một cái cây mai rất là đẹp, hoành tráng. Tại mộ cậu. Lát nãy mình sẽ thay bây giờ mình thay đây luôn. Bây giờ giờ cái chậu vô. Để thay chậu kìa. Thay chậu. Phải thay chậu đi anh em ơi. Kéo cho cây ra thay đi. Ủa nhưng mình đâu có bao đất đâu thay vậy. Đất nó đâu có đủ đâu. Phải thay cho nó dung lên đất lên luôn anh ơi. Phải có đất mới được. Dạ. Bỏ đi chạy lên mua thêm bao đất. Dạ. Có bao đất rồi mới thay vô được. Ủa sao các bạn không mua vô chở vô luôn? Mình thay được. Không có thay không có vấn đề gì hết á. Mấy cái cây này dễ sống lắm. Mình tháo ra bỏ vô bao đất nữa không? Tháo ra luôn đi. Nè ngã xuống mới tháo ra được. Wow. Rồi lên 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 lên. Đó đi không? Trời ơi anh chừng mà cái gì cũng biết. Tuyệt vời luôn. Vô. Đó, thấy chưa? Đó, thêm đất lương nữa là ngon rồi. Rồi, ha, cô chú anh chị ha. Dư y luôn rồi. Là cái cây nữa. Nè, dư y luôn nè. Thêm đất đâu có dư được nhiều đâu. Để chạy ra mua bao đất ở ngoài đó luôn. Cái chậu đẹp là cái cây đẹp liền rồi. Cái này phải thêm đất ở dưới để cây lên. Đúng rồi. Đúng rồi, thêm đất ở dưới bỏ cây lên một xíu. Đúng, đúng. Để cho cái cây này nó có lên vậy nè. Đúng rồi. Đừng cho cái rễ nó ăn sâu thêm nữa. Hai cái bao trấu vô bên trước đó. Bao sơ dừa. Bao khoăn. Người đó bán vô. Bao khoăn á. Mua á. Đẹp nè. Hay thử. Bao đẹp cô chú anh chị ơi. Bao chạy đâu mua á. Đây bộ cậu là sẽ đẹp. Có khi ra mua nói cậu năm. Bây giờ chạy ra mua hai cái bao trấu ha. Cậu năm mua là ai cũng mất. Còn người tặng nữa nha. Bao trấu bán về tặng. Ủa mà này bên Hoa Viên mà cho mình đem vào phải không anh? Cho. Em hỏi cái này có khách gọi hỏi là bây giờ muốn tặng ghế đá không biết là nhận không? Không biết nữa. Trời ơi. Đòi tặng ghế đá. Đúng rồi, đòi tặng khách là để cho khách ngồi viếng. Em đợi mấy chú quản lý xuống để em hỏi nè mà sáng giờ không thấy. Bây giờ em chạy ra em mua mấy cái bao. Sáng tính hỏi là đi mất tiền. Ừ, sáng tính hỏi mà mấy chú đi lẹ quá. Mấy chú không biết hỏi không có trả lời. Cũng lâu rồi. Em có vô đâu? Không, ở đây nè. Ở đây. Trời ơi. Nếu mà ổng kìa. Cái này nữa là cái tại vì 1 chấm nó khác 0.6.